Bình thường thì Hùng thấy có hai loại bánh xèo nè Một là bánh xèo miền Trung, hai là bánh xèo miền Tây Mà đặc biệt bánh xèo miền Tây là phải có nước cốt dừa nè Muốn giòn nữa thì mình phải cho lòng đỏ trứng gà vào Và thêm một xíu rượu vào trong lúc mình pha bột nha Thì như vậy á, cái bánh xèo miền Tây rất là giòn luôn Mà ăn rất là ngon, nó có cái độ xốp xốp ngon lắm các bạn Bây giờ thì mình sẽ đi đổ bánh xèo nha Cái món bánh xèo hôm nay á thì Hùng đi đổ với cái phần nhân tôm và thịt Mà đặc biệt ngọn cái nè là ở quê Hùng nha Mà ngay mấy cái dịp lễ nè hoặc là có dịp xung hợp gia đình á Là hay làm cái món này lắm Không biết quê bạn có hay làm cái món này không à Mà bên cạnh đổ bánh xèo nha Hùng còn ké thêm mấy cái bánh khọt nữa nè đó, sau một hồi đổ thì có nguyên một cái mâm bánh khọt của bánh xèo rồi nè. Mà món bánh xèo miền Tây là phải ăn kèm với nước mắm chua ngọt dưa chua và bên cạnh đó cũng phải có rất là nhiều loại rau để mình ăn nó không có bị ngán